cầu che qua nay con về thăm đường tình quê. Bao năm qua cách chờ đường xa xôi ngược phố ba. Ôi kỷ niệm yêu nhớ thương nhiều bóng quê nhà. 31 mấy gì ra mẹ thì ra đi ăn. Anh chị đây mấy chị đây có ba chị đây, ba chị đây có ba chị nữa, ba chị nữa. Năm cũ bên làm chiều. Yeah. Nghe ngọt ngào trăm điều mà lành kẻ vui tay yêu. Cha em bắt em lấy chồng mà người chồng không có cái tình thương. Yeah. Em phải cam vô chùa, em cam vô chùa lão thân. Chưa có kinh hỏi luôn có kinh dò dò tiếng quý dò dò tiếng quý chị ơi hồi hộp quá hai vị mười mê gì ra mê gì ra một cờ gì ra cờ gì ra cờ gì ra chiếc đèn hồng sao sao năm cánh tươi màu khi ngày rất dài ngang cào qua đầu em cầm đèn sao em tháp vàng vàng đèn sao tươi màu của đêm trầm ly hoa tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh thấy ánh sao vui chiếu xa non ngàn tùng dinh 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 tùng dinh dinh ánh sao buồn vào tỏa sáng buồn nơi kia yeah. Trời ơi chiếc đèn ông sao kìa nào chúng ta cùng tùng tùng dinh dinh 39 sau lâu kinh quá hồi hộp quá bê đê mỏi miệng rồi xôn chị đà bôn chị đầy bôn chị đà bôn chị đà bôn chị đà bôn chị đà heo mẹ heo con heo con heo mẹ heo mẹ heo con heo con heo mẹ heo nội heo ngoại con nào ăn cám 48 48 độc giải quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại thật sự có kinh thật chúng thiệt thì chúng gió quý vị nha. Rồi chúng gió chết luôn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại những cái banh mời một khán giả ở dưới và bước lên kiểm tra mẹ mình tặng hai vé vòng đợt tiếp theo à. Mời anh ơi, có ai mà xung phong ạ? À? Chúng gió rồi chạy lên áo đỏ rồi chạy lên kinh rồi không có xe rồi bây giờ đợi chút xíu nha. Rồi em trai em lên em kiểm tra lại coi có đúng thiệt không nha. Anh cầm đứng bên kia đi cho dòng lời đặc biệt cái lá rất là lớn đi quý vị nha. 48 giây kêu qua tên cho tay giới thiệu tên tuổi đâu giới thiệu tên tuổi đi cưng. Dạ em tên Nguyễn Văn Trọng. Rồi Nguyễn Văn Trọng bây giờ Trọng sẽ dạ 16 rồi Trọng Trọng kiểm tra là có đúng không nha. 48 có 34 có 2 27 có 3 số 10 đủ rồi hợp lệ chúc mừng anh nhưng mà chưa bởi vì tinh trùng anh ơi cái tivi bây giờ biết làm sao anh ơi đó chưa cưng ơi. Ủa anh kinh hàng nào vậy? 48 có không cưng? Có 50 có 33 có số 10 có hợp lệ luôn quý vị ơi. Bây giờ bị để đâu khiêng cái tivi ra quý vị có coi trên cái vé không? Kinh trùng tặng phẩm chia đều đập cái tivi làm đôi chia ra nữa hay làm gì đơn giản đó nhưng mà không thể nào xài như vậy được cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bỏ banh hết với lòng cầu ha. Mỗi người nhận con gấu nhỏ trước sau đó quay banh ai có số banh lớn hơn tự lấy à, quay hơn tôi ai có số banh lớn hơn nhận tivi đồng ý ha. Rồi bỏ banh vô đi thiệt á má ơi má nó 16 tuổi đó má trời ơi quên ở tù đâu bánh vô bỏ bánh vô biệt cho nên em sẽ bỏ tất cả con banh vào trong lòng cầu sau đó mới quay ai có con số lớn hơn sẽ nhận được một chiếc tivi 32 inch trong buổi tối ngày hôm nay. Bà nội ơi tháng 7 rồi cái để cô nữa thôi nó cúng chỉ tiền vàng bạc nó về thiệt đó.
Rồi, bây giờ khoan. Dân cho mày cầm cái họng mày lên coi nha. Tại vì là cái bé này là đi đưa vé giùm. Bây giờ là ai chủ nhân của cái bé này chạy lên giùm em? Dạ ai đâu ạ? Chạy lên giùm em. Ai đâu ạ? Không có sao hết, lên đây không có sao hết á. Chạy lên dạ. Lên chỉ cần bóc con banh thôi anh. Anh ơi, lên đây đi anh. Ở đây vui lắm. Lên đây. Anh ơi, bây đây không có ăn thịt anh đâu. Bây đây ngon lắm. Rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu bóc banh quý vị nha. Rồi bây giờ sẽ là thời phút chưa nhận hai gấu trước đã. Đúng, nhận hai con gấu lấy vốn trước. Lấy vốn trước đó. Lấy vốn hai con Pikachu. Rồi anh cầm em nha. Rồi bây giờ hên xui nha quý vị nha, cái này là hên xui nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, dắt mái đều hài vẫn bay bay đình người à. Giờ đi xưa qua rừng qua rú mà lòng ta bơ u u. Tôi quay xuống. Từ lâu lâu năm sau em mời quý vị ăn đám dỗ này quý vị chịu không? Thôi mà lâu lâu mới có hai chàng trai kinh một lượt đúng không anh? Rồi cầm bánh trước đi anh, đó hên xui nha. Cầm đừng cho anh coi. Dạ, rồi. Rồi anh tiếp theo. Trời cha ơi, nhạc này hồi hộp đi cha, từ nhạc quảng cáo. Ba này thiệt, có thiệt. Quýnh ông hết trời, dễ sợ luôn á. Dễ thương thế dễ. Trời ơi, ông đừng để tôi quýnh. Đó, nhạc này hùng hồi không. Ai sẽ là chủ nhân của chương trình gì? Kính thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với chương trình 56. Trời đất ơi anh ơi, số lớn quá, 25. Rồi về trước đi đó. Để con gấu lại ẩm TV đợi gì nữa. Hey! Chúc mừng anh. Để gấu lại dạ. Đó. Chưa. Giới thiệu tên, tuổi, địa điểm ở đâu tới? Đừng có nhạc nữa. Trời đất ơi, tao tức. Tao nghe mà tao tức á. Thôi từ tối. Để cha này nôn quá. Một là TV, 2 BD, lấy con nào? Trời ơi, chưa, anh tên gì, từ đâu đến? Anh sớm ở từ Phú Hội à. Rồi, sớm ở Phú Hội hả? Phú Hội hả? Anh đi từ đó tới đây xa không anh? Anh là sớm tóc đỏ. Mấy chục cây lận hả? Dễ hả? Rồi ok, tặng anh cái TV chơi. Sớm tóc đỏ trong tác phẩm Số Đỏ. Rồi, vậy bây giờ, thưa quý vị, dòng lợi tiếp theo ra bước. Cái gì? Chưa có chụp hình gì. Chụp hình hả? Anh chụp hình cho em nè. Chụp hình với anh. Trời ơi, lâu lâu mới có trai đẹp lên đây để quần cái chứ. Rồi, chụp hình đi. 2, 3. Tới chụp hình tắt đèn hôm nội. Đó thiệt, quýnh trong làm đèn ghê. Để đi anh, đội kiểu. Đội kiểu. Đội kiểu đi chứ. Y cứ. Y cứ. Y cứ. Cái gì vậy? Đưa vô mặt tao hoài vậy má. Ủa cho ông về rồi hả? Rồi, nói quý vị nha, nói quý vị. Với chị đó hả? Ừ. Trời ơi, chết rồi, tội đời BD quá. Con này chơi lép, chết đầu thai rồi. Trời, tội BD quá. Nói quý vị nè, ngay bây giờ, ai quyết trên tay dùm lại tiếp theo, không mắc gì sao khó, bắt đầu dò số quý vị ơi. Đội này anh vô tốt dữ trời. Mỹ nè, Mỹ gì đây? Trời ơi, đừng có thành khói nữa, BD ho, BD hát không nữa. Mỹ gì đây trở lại đây dòng đợi này ai có vé hướng mắt về chuẩn bị cho à xấu. Mỹ gì đa vì sao Mỹ gì đa ai chưa có vé giơ tay lên em bạn cho vé. Mỹ gì đây hết vé chưa em ơi. Mỹ gì đa số gì đa mỹ gì đa bóng ta chiều trên sân đôi cò gió hiền lành cô ta ngào ngào hát cái chưa hết chưa ngay. Mỹ gì đa số sớm luôn để bà con mình không chờ đợi lâu mà hao mòn lắm thể phía bên đây. Mấy người năm được trường phải không anh? Mười năm được trường chỉ trong tim
Có hai gì đa đời sinh viên có cây đàn người ta đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca có anh bạn xa nhà có cô bạn nhớ cha đến vang cùng lời ca 23 mấy gì đây mấy gì đây con số gì đây nhớ cha là cha có mấy con số gì không phải tại anh cũng không phải tại em tại vàng lên giá tại điện lên giá tại xăng lên giá tại dầu ăn lên giá hai đứa mình xa nhau 46 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây bốn gì đây bốn gì đây từ ngày anh sang thăm tay mới chiếc lục mì cầm như khơi dậy từ tiếng tơ ngâm dòng kim lao bốn mươi năm hết thấy đường luôn trời ơi số gì đây à ở đây xuống khối bờ trong ngành ai biết tình ai có đậm đà số gì ra năm gì đây năm gì ra năm gì đây năm gì ra tám ơi tám nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện ơi tám ơi vô duyên hơi bị vô duyên con ngựa có sừng cán cuốc và chỗ bông mèo gái chuồng bay chuyện không mà nói có nắng mưa vui buồn đen trắng mà thị vi nhìn chừng là làm chi chẳng hay mà hó gì đừng để bà con cô bác chê cười còn 50 còn 50 còn 50 còn 50 còn 50 còn 50 mấy gì ra mấy gì ra một cờ gì ra cờ gì ra mấy gì ra mấy gì ra there's a fire the fever beats and breaking me on the jar. Finally, y'all can see you crystal clear. Go ahead and tell me on and on that you should bear. Con 19, con 19, con 19 mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã. Năm mấy em 14, quả tim non chưa biết đập rộn ràng. Tim heo cái tim non.
chị mập như heo. Để mẹ ra đi. Cứ mồi đổ mái già nợ nhụy bao xuân xa. Báo gì vậy? Báo gì kể nghe với báo gì vậy? Con ma già mà báo dòng họ mày còn ở đây nè. 11, 12 giờ mày còn quấy rối tao nè. Là mới đổ đâm ban luôn rồi đó. Là mới đổ mang đèn ra chợ bán. Ê, ê, mày đèn ra chợ bán đau không? Đau không? Đau không kệ mẹ, có đi hủ hoài vậy? Con chú thí lo lắng cho bà, sợ bà bán ế. Khách vô xuân. Nhưng mà khách vô xuân có đông không? Ý là họ có đông không? Ví dụ như ở đây là thấy mưa thì thấy vắng rồi đó. Đông hơn dòng họ mày, dòng họ tao cộng lại luôn. Trời đông dữ vậy đó hả? Chịu không? Ờ, nhưng mà bán được không? Bán được không? Để hát hết rồi cho biết. Ờ dạ, rồi hát đi. Khách vô xuân náo loạn ơi. Trời ơi, náo loạn luôn. Náo loạn nhưng mà... Nó dựng đồ mày, nó dựng đồ dòng họ mày, nó dựng đồ luôn mày, nó xé áo mày, xé quần mày, lột tóc giả mày, quýnh cho ba má mày không ra luôn, con yêu nghiệt. Con quỷ chứ không phải con người, con 60. Còn sao người? Con sao? Con 60, con 60 tuổi, con mấy người này anh gì đây? Nó có thời nay, anh thấy cao dời, cao dời, khắp năm châu xa trời. Số 7 là con số may mắn của một chàng trai người yêu cũ của em lên sân khấu nhận quà anh. Anh đợi chút xíu em tắm rửa em trao quà cho anh được không? Thôi, ngay bây giờ. Của mày luôn hả? Okay, bồng xuống anh, bồng xuống luôn anh. Kính thưa quý vị, và con số 7 có 1, 19, có 2, 21, có 3, 46 và có đủ. Trời, không có trời. Trời đó cái gì vậy trời? Một chủ nhân và chủ nhân thứ hai. Rồi mỗi người lấy giùm em con số. Anh ơi chừng lũng bụng. Số 7, 28. Có 2, 46, có 3, 58, có đủ. Anh thấy cái bụng mà nó có cẩn cẩn không? Rồi, ngay bây giờ hai con gấu, mỗi người con nhỏ sau đó quay qua rồi quay banh, ai có cái banh lớn hơn. Và ai có số banh lớn hơn thì cái banh lớn hơn. Giận gấu bự. Rồi lên. Khỏi hết cũng được chị. Cái này dòng thường thì mình quay bên trong lòng cầu cũng được chị. Rồi, ok, quay nha. Rồi xin mời cho bên cửa vị khách đầu tiên, ông xã Huy Linh Dân. Đó, lấy đi anh. Trời ơi trời. Chỉ còn một hai dòng lời nữa buổi diễn sẽ kết thúc. Kính thưa quý vị, nhắc lại một lần nữa thông qua kênh livestream cũng như tất cả quý vị đang có mặt tại đây, thứ 6 thứ 7 chủ nhật tuần sau chúng tôi sẽ có lễ hội bia nướng rất là hấp dẫn. Rất mong quý vị sẽ kêu gọi bà con cô bác anh chị em dòng họ của bác mình ở khu phố mình tới đây ủng hộ cho và khu tre của chúng em. Thêm đó, thứ 7 và chủ nhật đoàn Lê Tân Sơn Tân Thời sẽ tái diễn phục vụ cho bà con cô bác mình với những chủ đề hết sức là lộng lẫy quý vị. Đêm carnival và từ đằng xa quý vị sẽ thấy những cô gái lông lá sexy trên sân khấu quý vị nha. Rồi ngay bây giờ, dạ, Lâm Vũ á, chứ không phải Lâm Lao quý vị nha. Rồi số mấy cưng? 35, số mấy cưng? 30, rồi lấy gói nhỏ, em lấy gói bự nha. Rồi ngay bây giờ dòng lời trước đây là mình muốn phục vụ cho bà con cô bác mình. Rồi, mỗi lần có chút 10.000 đồng, chỉ còn 1-2 dòng loại nữa thôi là kết thúc rồi. Ai có vé tặng thì ở đây cuối chương trình chúng ta sẽ nhận 40 gói nhỏ lại quý vị nha. Và ngay bây giờ ai có vé đầu tư liền một đôi vé đi bà. Rồi, đưa cho anh mới trúng gấu nè. Ảnh mua tặng cho ảnh 5 vé đi. Chung, lẹ lên, 4 anh 4 vé cũng được nữa. Rồi anh tặng lại em 40 nha, cảm ơn. Rồi, nói dễ dàng lắm. Rồi ai chưa có vé đó, dơ dùm em cánh tay ngàn ngọc luôn. Bà con cô bác ơi, và các nhân viên xinh đẹp sẽ trang xuyến phục vụ cho mình nha. Còn như mình chơi nhiều quý vị, và tìm hết mình lắm quý vị. Từ trên Sài Gòn đổ xe xuống đây quý vị, bắn tốc độ và được cái nữa em chưa có bằng lái. Chơi luôn. Đó, nhanh chân lẹ tay, Nguyễn Trung cao 1m12 cũng đang sợ bước phục vụ bà con cô bác mình luôn. Và An, dạ cầu. Đó, đang còn 4 vé trên tay, nhanh chân lẹ tay đầu tư luôn quý vị. Nghệ danh của đoàn em đã lấy thơm hết là giấy. An. Rồi con kia lấy tên cầu. Đủ bộ cho toilet luôn rồi. Chân lẹ tay quý vị. Rồi mỗi lần có 10 ngày đầu quý vị. Dạ. Còn 1-2 dòng lợi nữa kết thúc buổi biểu diễn rồi. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình quý vị nha. Và hôm nay không may mắn nhưng mà quý vị cũng có thể thấy đó, em phục vụ rất hết mình. Mưa chơi theo mưa, nắng chơi theo nắng, bão chơi theo bão. Dạ. Còn động đất nghỉ chơi. Rồi, quý vị thân mến và quý vị đang xem một cái live stream hôm nay tại sân khấu Rubik sẽ có đêm Disney lần thứ 3 dành cho các em thiếu nhi trước khi các em vô bắt đầu năm học mới. Tại sân khấu cho em là
các thành viên còn lại đang phục vụ rất là nhiệt tình. Thì song song đó tuần sau cũng vậy luôn, và bổ sung cho lực lượng mới, chúng em có cuộc thi Miss Mister rồi lên tôi Sài Gòn Tân Thời để tuyển những ứng viên mới vào đoàn. Thứ sáu tuần sau quý vị hãy nhớ xem kênh live stream của đoàn trên kênh YouTube đó quý vị, để chọn những thí sinh mà quý vị yêu thích và bình chọn quý vị nha. Rồi ngay bây giờ Nguyễn Trung còn hai vé chót, ba vé chót quý vị và ba vé cuối tay. Ai ủng hộ ba vé chót đêm nay Nguyễn Trung sẽ thuộc về người đó quý vị nha. Rồi bán không được có nghĩa là ở không đó. Cầu ơn nghe thuộc về các mua liền. Rồi nhanh chân lẹ tay còn vài vé chót. Vì ngay bây giờ ai có vé chót hướng về sáng bắt đầu dò số quý vị nha. But I like the beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I, put a diamond in the sky. Con 12, con 12, con 12 mấy gì đà, mấy gì đà. Có đang xuống tình mê lao, mê lao, mê lao, mê lao. Có đang xuống tình mê lao, mê lao, mê lao. Có đang xuống tình mê lao, mê lao, mê lao, mê lao. Có đang xuống tình mê lao, mê lao, mê lao. 36, 36, 36, 36. Ba gì đây. Một người lạnh lùng trong hiu quạnh đi mặc cho mưa gió ướt vai lạnh buông hồ. Trong bóng đêm đêm chàng sao xinh như say ra thấy mệt, chàng vờn tay níu hư không. Chẳng đầy trong số những người quen đã bao nhiêu năm tháng ấp ôm một bóng hình. Cánh đầy ít thương người ăn gì hay tin chàng tới tính đến chuyện hợp hồ. Yeah.
Vừa qua đã có một vị giáng sĩ tư sanh đoạt giải. Và bây giờ chúng tôi sẽ trạc xuống dưới để phục vụ cho quý vị khán giả dòng loại cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Rồi xin chúc mừng anh. Sao anh? Sao anh muốn hỏi hả? Trời đất ơi, ông kinh hàng dòng. Trời ơi, em, anh ơi, mình phải kinh hàng ngang như vậy nè. Bốn số hàng ngang nè. Hàng nào cũng được, bốn con. Vậy hả? Trời đất ơi, ông chưa gặp số nào luôn, ông kêu hàng dọc tôi trúng rồi nè. Trời ơi, choáng váng dọc nè. Bây giờ, anh ơi, anh gặp được số chưa, em đọc lại cho anh nha. Anh gặp được chưa? Rồi. Anh, bây giờ anh có nãy giờ anh có dò được số nào chưa, em đọc lại cho anh dò. Được chưa anh? Chưa phải không? Bây giờ anh đọc lại nha. Anh lấy phấn anh gặp vô nha. Số 4, 13, 13, 12, 12, 36, 36, 34, 32, 32, 49, 49, 47, 47, 55. Rồi nếu mà có 4 con trên 1 hàng ngang là may mắn trúng thưởng nha. Còn hàng dòng trúng gió anh nha. Thế bây giờ dò tiếp quá vậy. Hey. Chúng đúng không em? Mẹ này giống như hát bài không cảm xúc vậy. Ba nó đi là hỏi chúng không được. Thì em hát nó bao nhiêu lâu chúng gặp nhau bao nhiêu lâu nó không nghe nhau. Ok, em có không cảm xúc màu quan hiếu không? Rồi, 53 giờ kia qua có 1. 49 có 2. 32 có 3. 13 đúng rồi, chính xác. Trời nhà mèo nhỏ nhà nhỏ này mới đẻ sao? Lẫn nhau thì kinh hoài luôn nội. Rồi, lên kinh nhận qua đi kinh lấy gấu đi. Trời ơi, có mình em gái này thôi. Nó đâu chọn gì được đâu, còn con một hà lấy đi. Rồi, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng em phục vụ dòng loại cuối cùng quý vị nha. Buổi tối ngày hôm nay dòng loại cuối, cho nên rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Và sau...